Triết lý ngược đời giúp John D. Rockefeller trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Người làm việc cả ngày là người không kiếm được tiền. Tỷ phú Rockefeller khuyên nhân viên không nên dành phần lớn thời gian, trừ lúc ngủ, để làm việc mà phải chú ý đến các khía cạnh khác của cuộc sống. Năm 16 tuổi, John D. Rockefeller bước vào thế giới kinh doanh với tư cách là một nhân viên kế toán tại Hewitt & Tattle, một công ty môi giới nông sản ở Cleveland, Ohio. Hai năm sau, do không hài lòng về mức lương thấp, Rockefeller bỏ việc để thành lập một doanh nghiệp cũng hoạt động trong lĩnh vực này. Không lâu sau, nó đã trở thành một trong những công ty tốt nhất ở Cleveland và tên tuổi của ông được nhiều người biết đến hơn. Chưa dừng lại ở đó, ông hợp tác với một nhà hóa học để thành lập một trong những nhà máy lọc dầu đầu tiên ở Mỹ mang tên Standard Oil. Đến năm 1865, đây là công ty có lợi nhuận cao nhất toàn cầu. Rockefeller cũng được coi là tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Rockefeller cho biết có 5 nguyên tắc quan trọng giúp ông đạt được thành công này. Dưới đây là những nguyên tắc đó. 1. Luôn nói sự thật. Rockefeller là một người trung thực. Các nhân viên ngân hàng yêu mến điểm này của ông và sẵn sàng hợp tác cũng như hậu thuẫn cho hầu hết các dự án kinh doanh của vị tỷ phú vì họ tin tưởng ông. Rockefeller xây dựng văn hóa làm việc của mình dựa trên sự trung thực. Ông yêu cầu mọi người phải luôn nói sự thật và chịu trách nhiệm với lời nói cũng như hành động. Ông từng nói, điều quan trọng nhất đối với một người là tạo dựng được uy tín, danh tiếng và tư cách. 2. Chú ý đến từng chi tiết. John Chernow nói về sự chú ý của Rockefeller đến từng chi tiết trong cuốn sách bán chạy nhất của mình. Từ ngoại hình, thói quen buổi sáng, thói quen hàng ngày, các mối quan hệ nghề nghiệp, nỗi ám ảnh về những con số, Rockefeller đều chú ý đến từng tiểu tiết. Những chi tiết nhỏ này kết hợp lại để tạo nên doanh nhân quyền lực bậc nhất thế giới. Ngoài để ý đến công việc, ông trùm dầu mỏ còn dành thời gian quý giá của mình để hiểu những người làm việc với ông rõ hơn và luôn tôn trọng mọi người. 3. Xây dựng một nhóm tuyệt vời. Rockefeller đối xử rất công bằng và trả lương cao cho cấp dưới. Ông là một trong những doanh nhân đầu tiên cho phép nhân viên trực tiếp gửi khiếu nại hoặc đề xuất. Hơn ai hết, ông hiểu rằng để xây dựng một doanh nghiệp vĩ đại, ông cần một nhóm tuyệt vời. Để làm điều đó, ông tập trung vào EQ, trí tuệ, cảm xúc. Ông từng nói, khả năng tương tác với người xung quanh và xử lý vấn đề cũng đáng giá như các mặt hàng như đường hay cà phê. Tôi sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho khả năng đó. Và đội ngũ vừa có chuyên môn vừa có trí tuệ, cảm xúc đã giúp ông gặt hái nhiều thành công. 4. Chăm sóc bản thân. Trong cuốn hồi ký của mình, Rockefeller nói về tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân. Ông cảnh báo mọi người không nên hy sinh sức khỏe chỉ vì làm giàu. Ông khuyên nhân viên không nên dành phần lớn thời gian, trừ lúc ngủ, để làm việc mà phải chú ý đến các khía cạnh khác của cuộc sống. Và ông chính là ví dụ điển hình nhất. Nhờ chăm sóc bản thân tốt, ông sống đến 97 tuổi. Một trong những câu nói hay nhất của ông là người làm việc cả ngày là người không kiếm được tiền. Rockefeller tin rằng người không dành thời gian chăm sóc bản thân sẽ không kiếm được tiền. Theo vị tỷ phú, chăm sóc bản thân bắt đầu bằng một giấc ngủ ngon, uống nhiều nước, tập thể dục và chế độ ăn uống điều độ. Theo vị tỷ phú, chúng ta không nên làm việc quá nhiều và cần chăm sóc bản thân thật tốt. 5. Tập trung vào các mục tiêu. Rockefeller luôn tập trung vào mục tiêu đã đặt ra, nhất quán với thói quen và kiên trì với cách tiếp cận của mình. Khi chuyển đến Cleveland, ông coi tìm việc mới là một việc nghiêm túc. Ông mặc vest đen, cạo râu sạch sẽ, đánh bóng giày và sẵn sàng cung cấp dịch vụ của mình. Rockefeller giữ các mục tiêu chính đã đề ra là động lực thúc đẩy hành động. Nhờ đó, ông đã đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Theo mục tiên, cafef.vn. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.